một cầu không về bạn. Lên cho mình tham khảo nha. Ok, đây đây là câu hỏi của chị Lily. Đặt yêu cầu cho em Hoàng xe tải về tất cả các xe ben một cầu bên em thì một cầu bên em rất là nhiều anh chị ạ. Và các bác tài nhá. Một cầu bên em thanh lý rất là nhiều. Xe 22 này, 23 này, đời 21 này, rất là rẻ. Có xe giảm tới gần 100 triệu so với giá ban đầu. Đây thì em Hoàng lên luôn giá nhá. Đầu tiên đó là em 3 tấn rưỡi phanh hơi trên mắt các quý tài đây. Em này chạy lốp là lốp 700-16. 796 3 tấn rưỡi, dòng đầu tiên trong phân khúc tài nhỏ mà, xe ben nhỏ mà chạy phanh hơi lốp kề nhá. Thùng này là thùng 2 khối 8. Đấy, cao 64 phân, giá 366 triệu giảm 20 luôn, có tài nhá, giảm 20 còn 346 triệu. 90 triệu trả góp lấy xe. Em này thì là 80 triệu lấy xe này, 2 tấn rưỡi phanh dầu. Lốp 600-16. Thùng này là thùng 2 khối 2 có tài nhá, 2 khối 2. Đấy, 2 tấn rưỡi. Đây còn mấy dòng xe to này thì em Hoàng sẽ lên hết luôn nhá, để chị và các tài là tham khảo luôn nhá. Đầu tiên đó là em 6 tấn rưỡi, Hervo suy chắc 6 tấn rưỡi, 531 triệu các tài nhá, lốp 825-20. Lốp rất là cao, hãng xe rất là cao, thùng 5 khối 3. Xe này chạy vật liệu xây dựng ở Hà Nội rất là nhiều luôn này. Đấy còn bác tài thì nào thích thì dòng xe này có một cầu nhá. Máy 16 mặt 116 mã lực. Thùng 5 khối 3 dài 3m3, 531 triệu trả góp. 180 triệu có xe. Em này thì là em hổ vô siêu chắc 7-7 lốp 1000. Đấy lốp 1000 nhá, lốp 1000 thùng 6 khối rưỡi. 554 triệu của tài nhá. Em này là ban đầu bán ra là 600 rưỡi cơ. Hiện tại giá đã giảm tới hơn 100 triệu rồi. 554 triệu lốp 1000. Thùng 6 khối rưỡi, giá là 4m04, rộng là 2m3 và chiều cao của nó là cao khoảng tầm 75 phân. Có tài ạ. Máy 140 mã lực của U Trai Hổ Vồ nhá. Con này là con Hổ Vồ nhá. Lốp cabin kép. Ở đây em Hoàng có một đôi Hổ Vồ 7-7 luôn. Con này là Hổ Vồ 7-7 nhá. Đấy, còn cái này mới là con hot nhất này. Con này so với giá cũ này. Giá cũ của em này đang bán ra 6,5 mà bây giờ giá con có 475 triệu. Đấy, có tài hình dung rồi. 475 triệu có tài nhá. Trả góp 150 triệu có xe. Thùng thì to, thùng 6,5. Cao là cao 76 phân đúng không ạ? 76 phân nhá. Mà lốp thì là lốp 900-10. Đấy, máy 140, con này chở vật liệu xây dựng hết tới chầm luôn các tài. Con này chở tầm khoảng 16 17 tấn là ok, không vấn đề gì cả nhá. Em này thì em Cửu Long TMT 8-2 một cầu, Cửu Long Đông Phong. Đây cái dòng này thì rất là bền này, từ bền từ dòng ga cơ đến ga điện rất là bền luôn. Đó. Lốp 900-10. Bác nào thích xem xe thì cứ đến trực tiếp bãi của em nhá, xem xe nhá. Đem một bãi xe rất là rộng luôn. Sắp tới em sẽ về cái chỗ TMT Hòa Bình để review thêm những chi nhánh của Hòa Bình cho các bác nhá. Hiện tại em Hoàng đang có thêm chi nhánh, mở thêm một chi nhánh ở Hòa Bình các tài nhá. Đây là con Hổ Vồ siêu chắc 9,5 tấn, anh em hãy gọi 9,5 tấn, nhưng con này là Hổ Vồ 8,8 đời 2022 và 2021. Em này hiện tại giá đang là 712 triệu đối với đời 2022 các tài, 712 triệu và 712-13 gì đấy các tài. Còn đời 21 thì là đang là tầm khoảng hơn 6,5 tấn một tí. Đấy, trả góp em này tầm khoảng 2 triệu lấy xe rồi. Lốp 1001-20 nhá, thùng cực to, thùng 7 khối 2, em này cơi tầm khoảng tầm 10 khối là chuyện bình thường. Đấy, thùng 7 khối 2 nhá. Dài chiều dài rất là dài, dài 4m3, dài nhất phân khúc khai chân luôn. 4m3 nhá. Cao của thùng là cao là khoảng 75 phân, nên cơi thoải mái luôn các tài. Máy 116 mã lực, máy Hổ Vồ nhá. Cầu Hổ Vồ luôn, lốp 1001-20. Đấy, còn sang đây thì em Hoàng có một vài dòng xe tải thùng và xe ba chân nhá. Đấy, ba chân này thì nằm ở mức là 1 tỷ 372, 1 tỷ 372. Đấy, ba chân, thùng này thùng 10 khối, thùng Hyundai nhá. Rất là cao luôn. Máy 380. Đây, máy 380 Hổ Vồ nhá, lốp 1200. Lốp 1200. Em này thì là bản full nhá các tài ạ. Bản full màu nâu. Em Hoàng có sẵn dọc ba chân, bốn chân có hết nhá, đầu kéo cũng có luôn. Đấy, em này tải thùng nhá, tải thùng siêu chắc 8 tấn, cầu 8 tấn, cầu lắp một cầu. Một cầu thùng này thùng dài 8m1 ạ. 8m1, lốp 1001-20. À lốp 1000-20. Lốp 1000-20, máy 160. Cabin này cabin kép nhá, có rừng nằm, có khóa điện, kính điện và số 2 tầng nhá. Số 2 tầng có tài nhá. Đấy, số 2 tầng. Em này thùng dài 8m1. Giá hiện tại của em này đang làm ở mức là 680 quay đầu các bạn, 680 quay đầu. Đấy, tùy vào đời, đời 21 đời 22 rất là rẻ luôn. Thùng mũi bạc, thùng lửng, thùng sassy có hết, thùng kín có hết các bạn tài nhá. Đấy, thì đấy là một số mẫu xe hiện tại đang có ở bên em. Chiếc xe này chiếc xe gì đây? Em Hoàng vừa mới đánh chiếc xe này về trông khá là mới. Quan tài. À đây là cũng là một con 6,5 tấn, em Hoàng vừa lên cho quý bài. 6,5 tấn, 531 triệu quan tài nhá. Máy 160, giá cũ của em này 511, vừa tăng giá mất 20. Không biết là giá Tết thì có giá mới như nào thì em Hoàng sẽ cập nhật giá quan tài sau nhá. Chào con này 180 triệu lấy xe. Đấy,
Đấy, có tài nào thích giá rẻ hiện tại thì cứ đặt cọc trước 5 đến 10 triệu để giữ giá nhá. Ra Tết 1-2 tháng, 3 tháng lấy cũng được, không vấn đề gì cả, em hoàn giữ giá luôn cho quý tài. Đó. Đầy đủ xe nhá. Bác tài nào thích đến xem xe thì bãi của em ở Hà Nội và Hưng Yên nhá. Hai bãi ở Hà Nội và một cái ở Hưng Yên và một cái Hòa Bình nhá. Hiện tại đang tên bên đây Hòa Bình, nằm ở Lạc Thủy Hòa Bình. Đấy, anh em Hòa Bình có thể rẽ qua đấy thì nó rất là gần thôi. Thì cuối cùng số điện thoại của em là 0383368978 và xe của em rất là nhiều. Trả góp lên tới 85% đấy xe nha, có tái nha. Và em Hoàng xin kính chào quý khán giả. Em Hoàng đi review thêm mấy cái gốc hoa hồng này. Xin chào.